Xin chào tất cả các bạn, chắc có lẽ ngay lúc này bạn đang thắc mắc mật độ dân số là gì? Làm sao tính được mật độ dân số? Mình cùng nhau tìm hiểu nhé! Mật độ dân số ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của kinh tế xã hội, mà dân kinh doanh thường dựa vào mật độ dân số và thu nhập bình quân trên đầu người để quyết định thâm nhập thị trường nào đó. Mật độ dân số là giá trị trung bình giữa số người sinh sống trên một đơn vị diện tích. Thông thường sẽ được tính cho một vùng, một đơn vị lãnh thổ, một quốc gia hay thậm chí là cả thế giới. Dựa vào giá trị này, có thể đánh giá được tiềm năng, tài nguyên, tốc độ phát triển và có thể dùng nó để so sánh giữa các vùng, lãnh thổ khác nhau. Công thức tính mật độ dân số như sau. Mật độ dân số bảng, số dân chia cho diện tích đất. Trong đó, đơn vị của mật độ dân số là người trên km vuông hoặc người trên hecta. Đơn vị số dân là người, đơn vị diện tích là km vuông hoặc hecta. Như vậy, để tính được mật độ dân số ta cần xác định được diện tích của khu vực, đồng thời xác định được số dân sinh sống trong khu vực đó. Ví dụ, dân số Việt Nam năm 2021 ước tính đến tháng 7 năm 2021 là 98.176.244 người, diện tích 331.212 km². Theo công thức tính mật độ dân số trên, mật độ dân số Việt Nam tính đến tháng 7 năm 2021 là 296,4 người trên km². Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu hữu ích hãy cho mình một like, một đăng ký. Bình luận câu hỏi của bạn phía dưới, mình sẽ làm video trả lời nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.